Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Em xin giới thiệu với cả nhà mình về chè dây đặc sản núi đá Cao Bằng. Chè này được mọc hoang dã ở trên rừng và được bà con khai thác và chế biến theo bài của các bà con dân tộc rất là nhiều tuyết. Cái chè này còn có tên gọi mịn khác gọi là chè mốc, và nó có tác dụng chữa đau dạ dày đại tràng, vi khuẩn HP, giúp ngủ ngon, lưu thông khí huyết rất là tốt các bác nhé. Cái chè này thì bên em hiện nay đang vào mùa và em đang thu hoạch. Các bác là có nhu cầu xỉ lệ số lượng liên hệ với bên em tươi nhé. Em xin cảm ơn ạ và xin chào tất cả cô chú anh chị. Hàng bên nhà em thì siêu đẹp như này các bác nhé. Thương mời tất cả quý khách hàng ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào tất cả cô chú anh chị ạ.